Quà của em á. Cảm ơn cô. Ê, khoan mà khoan, mở ra nha. Dạ. Đổ trước cái đã. Đây là một cái loại hạt nè, ăn được, có thể nướng nè, rang ăn rất là bùi luôn. Mà trong chất dinh dưỡng của nó là có đồng, có magie, mà lại tốt cho tim mạch nữa. Đố em biết hạt gì đó. Đậu phộng hả cô? Sai rồi. Đậu phộng phải, thì chắc là hạt dẻ. Không đúng luôn, thôi để cô nói luôn cho rồi. Cái nguyên liệu đó là hạt điều. Trong món ăn ngày hôm nay, đúng rồi, cô sẽ sử dụng hạt điều phối hợp cùng với lại thịt gà. Và chúng ta sẽ thực hiện cho quý vị khán giả món gà xào hạt điều. Để thực hiện món ăn này thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 250g thịt má đùi gà lóc bỏ xương, ớt chuông, nửa củ hành tây, khoảng 30g hạt điều rang sẵn, hành và tỏi băm, gừng sắc sợi, một ít nước cốt gừng, dầu mè, các loại gia vị thông thường và hạt nêm aji ngon. Giai đoạn đầu tiên thì quý vị khán giả sẽ cắt các phần rau củ mà chúng ta đã chuẩn bị. Chúng ta sẽ cắt những cái rau củ này ra thành miếng vừa ăn nè. Dạ. Ớt chuông đỏ chúng ta cũng cắt tương tự giống như vậy. Nếu mà trường hợp quý vị khán giả không thích sử dụng ớt chuông thì chúng ta có thể thay thế những nguyên liệu khác có màu đỏ, ví dụ như cà rốt hoặc là cà chua cũng được. Đến phần củ hành tây nè, thì quý vị khán giả sẽ cắt muối cái phần củ hành tây này. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cắt qua phần thịt gà. Thịt gà thì quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta mua cái phần má đùi gà. Phần thịt má đùi gà thì nó vừa mềm mà vừa có độ giòn, nó không bị khô. Và chúng ta bỏ cái phần xương đi. Chúng ta sẽ xắt miếng vừa ăn, cho vào tô. Quý vị khán giả sẽ ướp gia vị vào đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ ướp khoảng 2 muỗng cà phê hành tỏi băm. Ướp tiếp khoảng 1 muỗng canh nước cốt gừng. Và những gia vị còn lại là khoảng 1 muỗng cà phê hạt nêm aji ngon, một ít tiêu và 1 muỗng cà phê đường. Trộn đều tất cả những cái loại gia vị này lên. Sau khi chúng ta đã ướp tất cả những cái gia vị vào trong phần thịt gà rồi thì quý vị khán giả nhớ là chúng ta sẽ cho thêm khoảng 1 muỗng cà phê rượu trắng vào nữa và trộn thật là đều lên. Cô ơi, có lý do đặc biệt gì khi mà cô dùng rượu trắng để ướp gà không? Tất nhiên là có, là vì rượu trắng luôn luôn có cái tác dụng là sẽ khử mùi cho món ăn, và đồng thời đối với món gà xào hạt điều này thì nó còn tăng cái hương vị của món ăn lên rất là nhiều. Đây là một bí quyết rất là hay đúng không cô? Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nên dùng rượu trắng để ướp gà để giúp gà khử mùi và tăng hương vị cho món ăn nhé. Quý vị khán giả sẽ chuẩn bị một cái chảo lên bếp, chờ cho chảo nóng rồi thì chúng ta sẽ cho dầu vào. Khi dầu nóng thì chúng ta lại tiếp tục cho hành và tỏi băm vào, chúng ta phi thơm. Dạ. Phần gừng sắc sợi chúng ta cũng cho vào luôn. Xào lên cho thật là nóng chảo và hành và tỏi băm có cái mùi thơm và hơi vàng rồi thì chúng ta sẽ trút hết phần thịt gà này vào. Dạ. Rồi chúng ta sẽ xóc phần thịt gà lên để cho thịt gà chín đều và thật là săn. Trước khi mà cho nước dùng vào, mình phải xào cho cái thịt gà chín săn đã rồi mới cho nước vào. Thì như vậy là thịt gà mới bốc cái mùi thơm lên. Còn nếu mà chúng ta cho nước vào sớm quá đó, thì thịt gà sẽ không có cái độ săn và ăn sẽ mất ngon đi rất nhiều. Bây giờ thịt gà đã săn lại rồi thì chúng ta sẽ cho nửa chén nước dùng vào. Và chúng ta tiếp tục nấu để cho phần nước này cạn và thịt gà chín thật là kỹ. Rồi Kim Thảo giúp cô đảo cái phần thịt này nha. Dạ. Khi chúng ta nấu phần thịt gà này sôi lên vừa mới hơi chín rồi thì quý vị khán giả sẽ tiếp tục nêm vào đây khoảng 2 muỗng cà phê nước tương Phú Sĩ. Bây giờ thì thịt gà đã săn rồi, nước mà chúng ta cho vào á thì nó cũng đã cạn bớt. Quý vị khán giả sẽ tiếp tục cho phần hành tây nè và ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ vào. Nhưng mà cô thì thường là cô cho hành tây vào trước, cô đảo sơ qua để hành tây hết cái mùi hăng cái đã. Kế đó thì cô mới tiếp tục cho luôn cái phần ớt chuông này vào. Vì ớt chuông thì chúng ta không cần nấu kỹ mà. Dạ. Mình cho vào mình đảo sơ thôi. Và quý vị khán giả nhớ lưu ý là với món này thì chúng ta phải xào lửa thật là lớn để giữ cho màu sắc tươi của rau củ vẫn được giữ nguyên sau khi chúng ta hoàn tất. Phần hạt điều mới chính là cái phần mà chúng ta phải cho vào cuối cùng để giữ độ giòn cho hạt điều. Dạ. Cô sẽ cho thêm một muỗng cà phê dầu mè rồi em tắt bếp. Dạ. Rắc thêm một chút xíu tiêu nữa cho nó tăng cái mùi thơm lên. Và Kim Thảo nhớ nha, cuối cùng thì cô mới cho một chút xíu dầu mè vào để giữ nguyên cái hương vị của dầu mè và làm cho món ăn của chúng ta thêm ngon. À, vậy đây cũng chính là bí quyết giúp cho món ăn của chúng ta thành công hơn đúng không cô? Quý vị ơi, chúng ta nhớ là thêm dầu mè vào để giúp cho món ăn thơm ngon hơn nhé. Chúng ta sẽ lấy cái phần xào này ra. Rồi, như vậy là món ăn của chúng ta đã xong rồi. Và cô cũng chuẩn bị một cái phần để cho
Kim Thảo thử món ăn và chia sẻ cảm nhận với quý vị khán giả thử xem thế nào. Em cảm ơn cô. Món này hấp dẫn ghê đó nha cô. Em thấy là trong đó có thịt gà thì rất là mềm nè và thấm gia vị, ăn rất là đậm đà, chắc là do nhờ có ướp nước tương Phú Sĩ nè, rồi ớt chuông, hành tây và cả hạt điều nữa, vẫn còn giữ được độ giòn bên cạnh thịt gà mềm mềm, rồi rau củ thì giòn giòn, rất là ngon. Và em nghĩ là đây cũng sẽ là một gợi ý rất là thú vị cho tất cả khán giả đang theo dõi chương trình để có thể đổi thực đơn hàng ngày cho các thành viên trong gia đình của mình đấy ạ. Quý vị và các bạn thân mến, với tiêu chí của món ngon mỗi ngày là muốn đem đến cho tất cả quý vị những món ăn thật là ngon, bổ dưỡng và cả lạ miệng nữa để có thể thay đổi thực đơn hàng ngày trong bữa cơm gia đình. Chính vì vậy mà những ý kiến đóng góp cũng như là yêu cầu món ăn của quý vị là nguồn động viên cho tất cả chúng tôi để có thể thực hiện chương trình được tốt hơn. Quý vị hãy luôn nhớ địa chỉ của chương trình nhé, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là quý vị cũng có thể gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại là 0838237557, hoặc là quý vị hãy truy cập vào trang web mongonmoingay.com hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây thì đầu bếp Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.